phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng công trình thi đua tỷ đồng cho thiết bị xanh, môi trường sạch. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tích cực tham gia nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa với các mô hình hay hiệu quả. Trong đó, mô hình thu gom, phân loại rác thải nhựa và sống xanh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Các chương trình hành động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng với mục tiêu vận động các gia đình, hội viên phụ nữ chung tay xây dựng thành phố môi trường đã được triển khai rộng khắp tại tất cả các cấp trên địa bàn thành phố. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Liên Chiểu tổ chức trao tặng 40 thùng rác thu gom, phân loại rác thải cho 40 chi hội phụ nữ trên địa bàn quận với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường, tiến tới thay đổi hành vi tích cực để ngày càng có nhiều cử chỉ đẹp, hành động ý nghĩa, chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14, hướng đến Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Chúng tôi có những cái mô hình như thu gom phế liệu để tiết kiệm nuôi heo đất và dùng cái nguồn tiền tiết kiệm đó để làm công tác an sinh xã hội. Cho nên chị em tham gia rất là nhiều tình và như chúng tôi vận động chị em mà sử dụng đất trống để trồng rau để làm sạch môi trường thì đó cũng là một trong những cái hoạt động mà chị em phụ nữ có thể là tranh thủ tham gia và thực hiện tốt có thể nhận thấy sức lan tỏa của mô hình sống xanh không chỉ dừng lại ở công tác phong trào khi nhiều hội viên phụ nữ đã vận động được các thành viên trong gia đình mình cùng tham gia các hoạt động hội. Qua đó, nhiều gia đình sống xanh thân thiện với môi trường được hình thành bằng việc cải tạo khuôn viên trồng rau củ quả tại những mảnh vườn nhỏ trong chính sân nhà của mình. Qua đó, vừa có nguồn thực phẩm sạch để sử dụng, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Chỉ hội phụ nữ bắt động trồng 1-2 cây, thì cô cũng thực hiện và là vượt bậc hơn nữa chứ không phải là, là hai ca đâu mà tính ra là, là cũng nhiều ca nữa chứ. Bên cạnh việc chung tay cùng với địa phương xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường, hoạt động thu gom rác tài nguyên của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn hướng đến ý nghĩa nhân văn cao đẹp, xây quỹ hỗ trợ chia sẻ phần nào với phụ nữ và học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, an ủi động viên họ vượt lên trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài như hiện nay.